Mến chào tất cả các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em học sinh lớp 9 ôn tập bộ môn Ngữ văn. Và bài học ngày hôm nay thầy sẽ hướng dẫn đó chính là tám chủ đề trọng tâm của chương trình Ngữ văn 9 trong học kỳ 1 lẫn học kỳ 2 để các em có được những cái kiến thức liên hệ khi phân tích một tác phẩm hướng đến những cái tác phẩm khác có cùng chủ đề. À, không chỉ trong cái kỳ thi học kỳ 2 này mà nó còn là cái kiến thức bổ ích cho chúng ta trong cái kỳ thi tuyển sinh sắp tới. Trong chương trình ngữ văn chính thầy xin tóm lược cho các em những chủ đề trọng tâm chủ đề thứ nhất là về hình tượng người phụ nữ chủ đề thứ hai hình tượng người lính chủ đề thứ ba là con người lao động mới chủ đề thứ tư tình yêu quê hương đất nước yêu cuộc sống chủ đề thứ năm tình cha con chủ đề thứ sáu tình yêu thiên nhiên chủ đề thứ bảy tình yêu thương kính trọng đối với bác hồ và cái chủ đề cuối cùng thứ 8 đó là hình tượng người anh hùng. Thầy xin giới thiệu với các em cái chủ đề 1 hình tượng người phụ nữ. Trước hết là hình tượng người phụ nữ trong văn học trung đại. Nhân vật đầu tiên là nhân vật Vũ Nương trong chuyện Người con gái Nam Sương của Nguyễn Dữ nhân vật Thúy Kiều qua ba đoạn trích truyện Kiều đó là đoạn trích chị em Thúy Kiều cảnh ngày xuân Kiều ở lầu Nguyễn Bích của đại thi hào Nguyễn Du và nhân vật thứ ba là nhân vật Kiều Nguyệt Nga trong truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu qua đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga thì cả ba nhân vật này đều thể hiện vào lòng yêu thương, vào đức hy sinh, trọng ân tình. Nhưng đặc biệt là cuộc đời của họ có nhiều đắng cay bi kịch. Còn hình tượng của người phụ nữ trong văn học hiện đại. Trước tiên là hình ảnh người bà qua bài thơ bếp lửa của Bằng Việt. Thứ hai là nhân vật Phương Định trong truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê cả hai nhân vật này đều thể hiện cái tình yêu gia đình, yêu quê hương, yêu tổ quốc một cách sâu sắc đậm đà và xứng đáng với tám chữ vàng mà bác hồ trao tặng cho cái người phụ nữ hiện đại đó chính là anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang tiếp theo là chủ đề thứ hai về hình tượng người lính đầu tiên là người lính trong cuộc kháng chiến chống pháp chúng ta có bài thơ đồng chí của nhà thơ chính hữu bài thơ đồng chí được chính hữu sáng tác vào giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống pháp nhà thơ đã miêu tả một cách chân thật hình ảnh anh bộ đội cụ hồ thời chống pháp Tiếp theo là hình ảnh người lính trong thời kỳ chống Mỹ qua các tác phẩm sau đây. Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật. Nhà thơ đã miêu tả khắc họa một cách chân thật, sống động về hình ảnh người lính lái xe trên tuyến đường Trường Sơn trong những năm chống Mỹ rất hiên ngang anh dũng vượt qua mưa bom bão đạn của kẻ thù. thứ hai là cái tác phẩm truyện ngắn những ngôi sao xa, xa xôi của lê minh khuê qua các nhân vật phương định chị thao bà nho đặc biệt là nhân vật phương định đây là hình ảnh những cô gái trẻ những cô thanh niên xung phong làm công việc phá bom lắp hố bom để trả lại cái con đường liền lạc cho đoàn xe vận chuyển lương thực vũ khí thuốc men đạn dược cho chiến trường trên tuyến đường trường sơn thời chống mỹ Đấy, tác phẩm thứ ba là chiếc lược ngà của nhà văn nguyễn quang sáng thì người lính trong thời kỳ chống pháp cũng như chống mỹ đều toát lên cái tình đồng đội gắn bó sẽ chia nhau trong những lúc hiểm nguy khó khăn gian khổ nơi chiến trường nhưng ở họ chúng ta vẫn thấy rất anh dũng lạc quan dám chấp nhận hy sinh cho quê hương cho tổ quốc ở cái cạnh thứ ba của chủ đề này là chính là người lính trong thời bình có bài thơ ánh trăng của nguyễn duy bài thơ ánh trăng được nhà thơ nguyễn duy sáng tác vào năm 1978, nghĩa là sau 3 năm đất nước ta được thống nhất. Qua bài thơ này, nhà thơ Nguyễn Duy cũng thể hiện những suy tư trăn trở về những đổi thay của con người trong cuộc sống hiện tại. Từ đó tự nhủ không được quên quá khứ. Uống nước phải nhớ nguồn. tiếp theo thầy chuyển sang cái chủ đề thứ ba là con người lao động mới đầu tiên là tác phẩm đoàn thuyền đánh cá của nhà thơ huy cận bài thơ được tác giả sáng tác trong chuyến đi thực tế đến vùng mỏ quảng ninh để nhà thơ có dịp tiếp cận quan sát và miêu tả một cách chân thật cái không khí lao động hăng say của những người dân chài nơi đây. Thứ hai là truyện ngắn lặng lẽ xa ba của nhà văn Nguyễn Thành Long. Qua nhân vật, anh thanh niên làm công tác khí tượng kim vật lý địa cầu trên đỉnh Yên Sơn. Cả hai tác phẩm này đều thể hiện cái không khí lao động tập thể vui tươi, lạc quan, làm chủ thiên nhiên thể hiện niềm tin vào tương lai cuộc sống mới của những con người lao động mới. Đồng thời cũng cho chúng ta thấy được những cái đóng góp thầm lặng của những con người lao động bình dị quanh ta. Chúng ta đến với chủ đề thứ tư tình yêu quê hương đất nước, yêu cuộc sống qua truyện ngắn làng của nhà văn Kim Lân truyện ngắn này được Kim Lân sáng tác vào năm 1948, giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Thứ hai là bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ của Thanh Hải. Bài thơ được sáng tác vào tháng 11 năm 1980, không bao lâu trước khi nhà thơ qua đời. Cả hai tác phẩm này đều thể hiện tình yêu làng quê tha thiết gắn với tình yêu tổ quốc cách mạng đặc biệt là qua nhân vật ông hai trong truyện ngắn làng và cái khát vọng cháy bỏng được dân hiến cho cuộc đời cho quê hương qua bài thơ mùa xuân nho nhỏ của thanh hải chủ đề thứ năm là tình cha con thứ nhất là tình cha con trong chiến tranh được thể hiện qua truyện ngắn chiếc lược ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Tình yêu thương con tha thiết đậm đà của ông Sáu đối với bé Thu, nhưng tiếc thai nó lại bị chiến tranh chia cắt. Đó cũng chính là tình cảnh éo le, sự mất mát, thương đau của những đứa trẻ đồng bào miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Thứ hai là tình cha con trong cuộc sống đời thường qua bài thơ Nói với con của nhà thơ Y Phương. Qua thi phẩm này, nhà thơ thể hiện niềm mong mỏi của người cha của thế hệ đi trước đối với con thế hệ mai sau luôn có ý thức kế thừa, phát huy những cái nét đẹp truyền thống văn hóa, nghị lực tinh thần của con người nơi quê hương để từ đó góp phần làm cho quê hương càng thêm giàu đẹp, đậm đà bản sắc của dân tộc. Chủ đề thứ sáu, tình yêu thiên nhiên. Trước tiên là bài thơ mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải. Và các em đặc biệt chú ý là ở khổ một, đó là bức tranh thiên nhiên xứ Huế thơ mộng, yên bình lòng vào trong cái cảnh vật đó là cảm xúc say sưa ngây ngất của nhà thơ khi được đắm mình trong vẻ đẹp của quê hương. Thứ hai là bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh. Bài thơ là bức tranh giao mùa của thiên nhiên từ hạ sang thu, đẹp nhẹ nhàng, tĩnh lặng. Qua đó thể hiện sự suy ngẫm của nhà thơ về con người và cuộc đời và đặc biệt đó là những ai mà tuổi đời vừa chớm sang thu. Tiếp theo thầy trò chúng ta cùng đi đến cái chủ đề thứ bảy về tình yêu thương kính trọng đối với bác Hồ. Qua bài thơ Viếng Lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương. Bài thơ thể hiện niềm yêu quý, kính trọng, ngưỡng mộ nỗi xót đau nghẹn ngào của tác giả của mọi người, đặc biệt là của đồng bào miền Nam đối với bác Hồ Kính Yêu. Và khi nhận ra bác không còn nữa, từ đó ước nguyện được mãi bên cạnh bác, luôn trung thành với người, với đất nước, với dân tộc. Và cuối cùng là chủ đề thứ 8, chủ đề về người anh hùng trong các tác phẩm văn học. Trước tiên là hình tượng nhân vật quan Trung Nguyễn Huệ trong Hoàng Lê nhất thống chí của các tác giả Ngô Gia Văn Phái. Nhân vật quan Trung Nguyễn Huệ thể hiện tình yêu nước, thương dân, có tầm nhìn xa trông rộng, ý thức tự chủ tự cường của dân tộc và đặc biệt là tài dụng binh như thần kiệt xuất của ông. Thứ hai là hình tượng nhân vật Lục Vân Tiên. Trong truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu, qua đoạn trích Lục Vân Tiên cứu kỳ Nguyệt Nga. Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã khắc họa chân dung của anh chàng họ Lục, văn võ toàn tài, trọng nghĩa khinh tài. Các em thân mến, như vậy là thầy đã chốt lại 8 chủ đề trọng tâm của chương trình ngữ văn chính. Trong đây có những tác phẩm chúng ta đã học ở học kỳ 1. Thì các em cần xem lại một lần nữa để khắc sâu thêm kiến thức của bài học cũ. Và cũng